Mến chào các bạn, mình là Vũ Đức Hạnh, còn đây là Hoàng Dương. Xin chào. Hôm nay em mới lấy chiếc xe này về. Dạ, em mới mua chiếc xe này về được 2 ngày. 2 ngày. Xe này mình mua về bán hay mua về để chơi? Dạ, mua về vừa đi vừa bán. Vừa đi vừa bán hả? Vừa đi vừa bán. Ai mua được giá là bán. Dạ, đúng rồi, Chiếc xe này em giới thiệu dùm anh, nó là sản xuất năm nào, em nói lớn lớn lên chút tại vì máy anh thu xa nó hơi dở. Xe này là Chevrolet Cruze, đời sản xuất 2016, máy 1.8, cửa sổ trời nha các bạn nha. Xe này bản đủ số tự động, thì rất là nhẹ nhàng, êm ái, form rất là đẹp. Như vậy thì xe này hiện tại bây giờ thì theo em thì em mua thì khi mà em xem thì nó chạy được bao nhiêu km rồi? Đi được 55.000 km đây. 55.000 km. Ít dữ vậy à? Dạ, xe ít đi lắm, xe gia đình mà. Xe gia đình hả? Như vậy rồi cái này nó động cơ mấy chấm em à? 1.8 anh. 1.8 1.8 là rất ít hao xăng đúng không? Dạ, đúng rồi. Nó chạy 100 cây số thì khoảng bao nhiêu lít xăng? 6 lít tới 7 lít đây. 6 lít 7 lít hả? 6 lít 7 lít thì nó cũng hơi cao ấy chứ ha. Là cả máy lạnh hả? 1.8 mà, đi cái đó là hợp lý rồi. Hợp lý rồi hả? Rất là đẹp, số tự động nữa, đi rất nhẹ nhàng. Phụ nữ đi rất là dễ đi. Theo như mình được thấy thì về cái phần mà bên ngoài thì chiếc xe này phải nói là nước sơn là cực kỳ đẹp luôn. Thì cái nước sơn của nó là đã có dặm tút gì chưa hay là rin hoàn toàn? Dặm tút vài chỗ, xước xước nhẹ nhẹ mình có dặm tút vài chỗ, ví dụ chỗ này mình tút sơ sơ này. Đi ô tô mà, mình đâu có thể là tránh khỏi xước được. Tút mà nhìn không biết luôn ha. Đây đây hả, nó bị chày sơ đây hả? Vườn tược lâu lâu á. Vậy hả? Cái vết bẩn đó, cái này em cái mâm này nó rin theo xe nó không em hay là mâm rin, mâm 17, mâm rin á. Mâm rin đó hả? Đúng rồi. Mâm rin mà đẹp vậy hả? Yeah. Ủa cái này nó quay à? Yeah. Nó sáng đèn lên nè. Cái này chạy buổi tối là nó quay, máy xe nó quay là cái này nó sáng đèn lên nè. Sáng đèn lên hay nha. Rồi, bây giờ mình đi qua một dàn, trước tiên mình đi cái dàn vỏ trước đi. Thì vỏ này thì theo em thì nó đạt khoảng bao nhiêu phần trăm? 80% ấy. 80% hả? Là vỏ sâu cũng vậy luôn hả? Vậy luôn, một bộ. Một bộ một lúc luôn. Cái vỏ này còn rin theo xe không em? Rin theo xe đây. Để anh coi thử xem nó có đúng là rin theo xe không nha. Tại vì là ở đâu ta? Cái Made in Thailand. Berito. Cái này hả? Đâu? Đây, 2016 này. Đó. Made in Thailand. 2016. Đúng vỏ rin theo xe đấy. Vậy hả? Rồi, bây giờ mình đi một vòng quanh cái xe tí em nha. Ruze. Công thành Đắk Lắk. Dàn đèn lái này nó còn thiết kế đẹp và còn rất là đẹp. Mấy cái cảm biến xe này là của nó rin của nó gắn hay người ta chế? Những cái cảm biến này là rin theo xe anh. Rin theo xe nó làm nhìn thấy nó đẹp hơn là cái những cái người ta gắn ha. Gắn cái này có viền inox này rất là đẹp. Viền inox rin luôn. Inox rin nha. Rin theo xe luôn. Đẹp hả? Đây, tiếng Chevrolet của Mỹ. Của Mỹ. Cái này đây hả? Cruze hả? Không anh biết Cruze. Này là Cruze, Chevrolet Cruze. LTZ là bản đủ. LTZ là bản đủ số tự động. Cửa sổ trời. Đèn đồ này nó còn quá đẹp ha. Đây, tay nắm có inox này rin luôn hả? Rin luôn đấy. Cái kẻ kiến của nó mình điều chỉnh được không? Gương kính là cục xòe là bằng điện hết. Cục xòe bằng điện ra vô hết. Đúng. Mở cốp sau bằng điện luôn. Bằng điện luôn. Rồi. Dàn mâm. Đèn trước. Mình xem bên ngoài trước. Rồi. Có một cửa sổ trời là xe 5 cửa. Đây,
cặp đèn. Cặp đèn xe khi người ta mua xe là cặp đèn rất là quan trọng. Bởi vì cái xe nó có mới nó sáng hay không là nó nằm ở cặp đèn, và cặp đèn rin thay rất là đắt tiền. Thì mình thấy cặp đèn này là quá đẹp. Rồi. Đây bây giờ mình bên ngoài thì mình thấy là hoàn toàn là đẹp rồi đấy. Bây giờ mình người ta không hiểu là cái xe người ta sợ nó như thế nào, người ta hay kiểm tra ở cái phần chỉ, ron chỉ của nó đó. Thì bây giờ em mở giùm mấy cửa ra xem thử ron chỉ xem nó đã nó có qua vệt gì chưa. Đây xin giới thiệu với các bạn là xe này là zin nguyên. Không mất một ron chỉ. Ron đây. Đây, keo chỉ các bạn còn nguyên nhé các bạn nhé. Tại vì người ta sợ là hay bị quẹt bên ngang. Ngang thì tất nhiên nó sẽ bị chỉnh sửa lại. Đúng rồi. Là nó sẽ bị làm đồng lại, là nó sẽ bị móp méo đồ. Nhưng mà ở này thì nguyên đúng không? Ron này. Bấm sân tính điện bấm nó còn nguyên là các bạn. Rồi cái ron này là nó kín, là nó chạy nó êm cái xe. Đúng rồi. Nó không bị nghe tiếng gió. Lùa rồi, cửa sau em. Đây, cái cửa sau cũng nguyên bản luôn. Không mất một sổng chỉ nào. Phía bên dưới nè, quan trọng phía dưới nè. Đây nè, những cái nốt bấm nè. Nguyên nè, nếu mà xe nào bị đụng là nó mất những cái dấu này. Rồi, mình qua cửa bên kia luôn em. Cửa là nguyên bản, không có dập chỗ nào. Rồi. Đây. Tất cả các cửa này. Rồi, đó. Không có dập chỗ nào. Có nghĩa là chưa có bao giờ bị một chút gì qua vẹt, qua vệt. Rồi. Đây, cửa bên phụ đằng trước cũng nguyên bản đây. Rồi. Không có bị va chạm đụng chỗ nào. Rồi. Nguyên bản. Ron này người ta quan trọng cái ron này lắm. Nó kín là nó êm xe lắm. Ron này nó rin theo xe nhá anh em. Theo su rin này. Nó âm thanh để nó cách nhiệt ấy. Đúng rồi, cách âm. Thôi, em bật luôn cửa sau lên cho em. Xe này thì chỉ cần xài robot bấm là tự động cửa sổ cửa cốp nó mở lên. Vậy hả? Ô hay vậy. Đâu em làm lại coi. Bây giờ xuống đây. Rồi. Em bấm remote. Bấm remote là tự động bung. Tự động bung lên. Thời trang. Đây. Ron. Rin hết. Kín mít, không có gì. Đây ron dưới nè. Rin hết là anh nè. Không có hề có một dấu gì. Ủa cái này sao nó cái đường gì đây? Là cái này rin nguyên bản của nhà máy nó vậy. Nó có tép một cái keo gì đó đúng không? Để cho nó kín ha. Nguyên bản hết, không có bị cái đèn nó khóa mà còn như mới này, không có mở, ít có mở này, xe này ít đi. Cho nên còn rất đẹp. Không có một cái dấu gì. Cái hầm xe quá đẹp ha. Cái thùng này để đồ là quá đẹp này. Cái hầm xe. Bánh sơ cua. Hầu như là không mở bánh sơ cua, cho nên là bụi nó đang còn này. Nước sơn đồ còn y ha. Đồ nghề kìa. Nguyên bản, đồ nghề nhá. Bánh sơ cua. Đồ nghề bánh xe cua còn đủ. Con đội rất là nằm hết. Con đội nằm dưới bánh xe cua nè. Đúng rồi. Bộ đội nè. Đội xoay, đội quay. Đó. Đầy đủ rồi, rất là đẹp. Rồi. Bây giờ em bật giùm anh cái cửa trước lên vậy. Mình xem hết bên ngoài rồi bắt đầu mình mới xem bên trong. Nắp capo. Mở máy lên cho mọi người xem về phần máy. Còn mới quá. Còn mới cót luôn ha. Tất cả keo chỉ nó không có bị đụng chỗ nào hết. Ecotec. Từ cái mà mấy cái miếng mà miếng chấn nhiệt đồ này nọ là cũng còn mới cót ha. Đây các bạn, mình quay cho thiệt kỹ cho các bạn xem mà. Đây cái đầu nè, chỉ chiếc nè, ron chỉ nè. Đây.
Rồi em có thể đề động cơ lên sẵn đây, đề động cơ lên. Khi nào mà nó đạt một cái nhiệt độ thì cái cách nước nó mới chạy đúng không em? Đúng rồi. Nó nóng lên thì cách nước bắt đầu nó mới xoay, nó cảm biến nhiệt mà đúng không? May quá, mới tinh quá em ha. Máy của Chevrolet. Cái này là do Mỹ sản xuất à? Mỹ rồi, sản xuất đó. Ồ. Thương hiệu của Mỹ, Chevrolet là thương hiệu của Mỹ. À, thương hiệu của Mỹ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong. À, cửa kính là bọc nano à? Bọc nano. Đấy. Rất là êm ái và mạnh mẽ. Rồi. Có túi khí bên này. Ai ban. Túi khí lớn. Rồi. Có màn hình. Màn hình này cảm biến không? À cảm biến luôn. À màn hình cảm biến luôn. Rồi. À cái này số tự động à? Số tự động. À. Số tự động luôn. B để dừng này, R này, gear này, dynamo này, D này, tới này, số mạnh số nhẹ ở đây. Nó chỉ có một cần ga với một cần thắng thôi. Đúng rồi. Chân ga chân thắng. Chân thắng chân ga thôi, số tự động mà. À. Đây có nút mở cốp đằng sau nữa này. À. À mở cốp xong. Còn bên này? Không có. Không có. Đây hộp đồ đây. À. Để mình gắn USB đây. À gắn USB vô đây. Chắc để để sạc điện thoại. Sạc điện thoại á, vừa sạc điện thoại vừa USB đồ máy rồi vô đó luôn. Đúng rồi. Đây, xe rồi. Có trang bị camera. Camera gear. Gương camera. Gọi là cam lùi đó. À cam lùi. Vừa là gương chiếu hậu mà vừa cam lùi luôn. Đúng rồi, đúng rồi. À. Trang bị đầy đủ hết. À rồi, mình coi cái phần mà phần tắp lô mà của cái này là túi khí, khí ở đây. À. Thương hiệu Chevrolet. À. Tất cả âm thanh thích hợp ở vô lăng hết. SRC này là gì ta? Nghe điện thoại. Cái này là qua bài. Qua bài. À vậy hả? Còn bên kia. Còn bên đây là tốc độ. Cái ga của nó có. Ga đây, có ga đây. Ga tay. Ga đăng ti này, lớn nhỏ này. Ga tay đâu? Ga tay ngay đó hả? Ga tay đây. Có ga tay đây. Đây. Đây, ga lớn ga nhỏ đây. Không, ga lớn nhỏ đó rồi nhưng mà khi mình chạy á mình chỉnh thì ở đây. Đấy, S này. Mình chạy là ga lớn ga nhỏ ngay đó. Ga lớn ga nhỏ đây. Trên chạy là ga tay bên đó. Âm thanh to nhỏ đây. Âm thanh đây. Đây là qua bài này. Đây, đâu? Đây. Bấm. Đây đây, đấy nè. Đây nè, bấm đây nó ăn nè. Còn thằng này là ga lớn ga nhỏ đây. Đây các đồng hồ tua máy này. À. Đồng hồ tua máy này. Đồng hồ nhiệt độ nước này. À. Báo xăng, à. Báo km, báo báo số, à. B hay là D hay B là S đang đổi hết đây nè. B nó đang dừng nè. Còn bên đây là tốc độ. Km nó là 55.461 km. Dạ. Mới chạy bằng đó thôi. Là xe này đi rất ít. Gạt nước là mình đang đặt ở chế độ tự động rồi, ô tô. Dạ. Đây. Ô tô. Cả hệ thống đèn ở đây. À, khoan để anh quan đó rồi. Rồi mấy cái này nói chung là còn sáng loáng bà con ha. Rin của nó như vậy hay nó mạ ta? Rin nó nguyên bản như vậy. Nguyên bản nó như vậy luôn rất hả? Rất đẹp. À, rất là đẹp nó ha. Nhỏ gọn mà nó đẹp lắm. À. Như vậy là mình khỏi phải lên đồ chơi, khỏi phải dán ốp gì hết là nó đã sáng loáng nó đẹp vậy rồi. Đúng rồi, nguyên bản như vậy. Đây, cần thắng là anh. Cái này là gì ta? Cái này nút D start. Có nghĩa là xe này không phải xài chìa khóa. Chỉ cần việc nhấn nút đây là D tự động. Đôi khi mình lên xe thì mình chìa khóa sao? Mình xài remote à? Mình xài remote để trong người. À. Cần phải móc remote. À đó. Giống như là xe Honda mà bây giờ đời mới giờ đó là mình nhấn vô một cái là nó đề thôi. Đúng rồi, thí dụ em ngồi gần đây. À. Em cầm chìa khóa đây. À. Thì em tắt mở này. À.
Đấy, em để nổ này. À. Đấy, khi em tắt là em đi ra xa là anh không có đèn, không nổ được. Rồi, em đi ra xa thử coi, anh đè coi có nổ không. Bằng đó được chưa? Rồi. Đúng rồi, không có gì hết em. Rồi vô gần coi. Rồi nó còn báo nữa. Vô gần coi. Rồi. Rồi lên rồi đó. Đây. À. Có nghĩa là mình ngồi vô mới được, giống như xe kia vậy thôi. Đây, cái chìa khóa là còn một cặp luôn nha anh nha. À, một cặp luôn. Một cặp zin xe này chính chủ, một chủ xài từ đầu tới giờ. À, nó có cái thẻ không? Dạ. Nó có thẻ gì nữa không? Hay là vậy thôi, thẻ từ không? Chìa này xe cua. À, nó không có thẻ đâu anh. Cái chìa đó xe cua là để... Nó mở cốp hay mở gì xe cua thôi. Không, hình như nó có một cái cửa mở đây anh. Có cái này nó start. Không, ý là nó có một cái cửa mở là khi nào mà remote hết pin đó, nó mở được. Ừ. Thôi chạy nó đi, bỏ qua chuyện đó đi. Đây, cái chìa này để mở cửa bên này. À, mở cửa bên đó hả? Hết pin thì mình à. Mở bên cửa này. À, đúng rồi, mở cửa hông, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đây, da sau nè. Còn rất đẹp, xe được lót sàn đồ này nọ đầy đủ ha. Da sau ha, trần quá đẹp luôn, trần rin luôn. Trần rin. Mà đúng là xe nhà xài công nhận kỹ thật. Sạch sẽ. Trần tiết đồ quá đẹp. Từ ghế, từ đồ. Rồi, nói chung một chiếc xe quá tuyệt vời. Khoan. Để nó. Xích ra. Xích để yên. Rồi, như vậy là đã hoàn thành xong. Rồi, cảm ơn em nha.